huyết mạch chính của Nga qua khu vực Kharkiv bị cắt đứt. Thị trường Izium nói, thành phố được giải phóng khỏi quân xâm lược. Bí ẩn máy bay bóng ma phượng hoàng của Mỹ mất tích trên chiến trường Ukraine. Ngoại trưởng Peru thứ tư từ chức trong 14 tháng. Kiểu phóng sinh kỳ quặc ở Trung Quốc. Thực hư vụ trả thêm 8 triệu để nhận thi thể trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Nhà máy lọc dầu ở Vũng Tàu bốc cháy ngùn ngụt. Giá xăng có thể giảm 800 đồng một lít. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 11 tháng 9 của DKN TV. Và tiếp sau đây xin mời quý vị đến với các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin hôm nay, sẽ là những tin tức về tình hình chiến sự tại Ukraine. kính thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng huyết mạch chính cho các lực lượng nga qua khu vực Kharkiv đã bị cắt đứt. Yuriy Misianin, một thành viên quốc hội Ukraine và là phó trưởng ủy ban quốc hội về an ninh quốc gia cho biết trên Telegram rằng vài ngày trước các chuyên gia quân sự nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng chiếm lấy huyết mạch hậu cần chính của người nga trong vùng Kharkiv dưới sự kiểm soát hỏa lực hoàn toàn. Ông cho biết rằng, huyết mạch đó chạy từ Volchans ở phía bắc gần với biên giới nga xuống Izium trên biên giới của vùng Donetsk, khoảng cách là khoảng 125 km. Michigan nói, "Vào hôm nay các chiến binh của chúng tôi đã thành công. Bây giờ chỉ có một lối thoát cho những người chiếm đóng, rời khỏi khu vực này, chạy trốn và rút lui." Trong một diễn biến khác. Các lực lượng Ukraine dường như đã mở ra một mặt trận mới chống lại hệ thống phòng thủ của Nga ở biên giới các khu vực Donetsk và Luhansk. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Luhansk, Sihedai, đã đăng một thông báo chỉ ra rằng thành phố Lysychansk là mục tiêu của cuộc tấn công mới. Thành phố đã bị mất vào tay lực lượng Nga và lực lượng dân quân đồng minh của họ sau nhiều tuần giao tranh ác liệt vào tháng 6. Lysychansk là thành phố cuối cùng bị người Nga đánh chiếm, nhưng sau đó họ không tiến thêm được vào vùng Donetsk lần cận. Cuộc tấn công được báo cáo của Ukraine về phía Lysychansk diễn ra khi lực lượng mặt đất Ukraine hoàn thành một cuộc càn quét qua phần lớn lãnh thổ do Nga nắm giữ ở khu vực Kharkiv, tước đi của Nga một mặt trận quan trọng trong cuộc tấn công vào khu vực Donetsk. Trong một dấu hiệu khác về những tiến bộ của Ukraine, người đứng đầu cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin, thừa nhận rằng tình hình ở miền Bắc Donetsk đã trở nên khá khó khăn. Ông Hayday nói rằng, người dân địa phương ở thành phố Lysychansk đã báo cáo về việc các quan chức Nga vội vã rời thành phố. Nói với CNN qua điện thoại, Hayday nói rằng, theo cư dân cho biết, những người chiếm đóng bao gồm cả cộng tác viên và quân đội đang chạy trốn một cách vội vàng. Người dân địa phương có video và hình ảnh chứng minh điều đó. Ông cho biết không thể chia sẻ bằng chứng trực quan vì lý do bảo mật. Ông Hay đây cũng gợi ý rằng, có một cuộc di cư của các quan chức và cộng tác viên thân Nga ở Luhansk về phía Nga. Ông Hay đây cũng nói với CNN rằng người Nga đã thất bại trong việc xây dựng tuyến phòng thủ ở Luhansk. Ông tuyên bố các lực lượng Nga đã rời khỏi thị trấn Savatove. Nếu đúng, nó sẽ rất quan trọng vì Svatove là một liên kết quan trọng trong các đường cung cấp của Nga tới các bộ phận của vùng Luhansk bị chiếm đóng. Trong một diễn biến khác, thị trưởng thành phố Izium ở vùng Kharkiv Vladimir Masukin, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 10 tháng 9 cho biết rằng thành phố Izium đã được giải phóng. Ông Masukin nói với một đài phát thanh Ukraine: "Lực lượng vũ trang Ukraine của chúng tôi đang ở Izium. Không thể nói rằng chiến dịch quân sự giải phóng Izium đã kết thúc, nhưng quân đội của chúng tôi đang làm việc." Ông Masukin nói: "Lá cờ xanh và vàng của chúng tôi đã bay phấp phới. Đây là một kỳ nghỉ thực sự, ngày giải phóng thành phố của chúng tôi." Ngày 10 tháng 9 là ngày giải phóng Izium khỏi quân xâm lược Nga. CNN trước đó hôm thứ Bảy đưa tin rằng, theo các sĩ quan quân đội Ukraine tham gia vào chiến dịch, các đơn vị đầu tiên đã tiến vào Izium. Không có báo cáo nào về sự kháng cự của Nga. Có vẻ như hầu hết các đơn vị Nga đã rời khỏi thành phố này. Thưa quý vị và các bạn, từ khi cuộc chiến xảy ra đến nay, Mỹ đã gửi đến Ukraine hàng trăm máy bay không người lái UAV Phoenix Cross, bóng ma Phượng Hoàng. Nhưng theo tờ Insider, điều kỳ lạ là các máy bay này hiếm khi được ghi nhận hoạt động ở Ukraine. Tính đến tháng 9, ngũ giác đài đã gửi khoảng 700 UAV Phoenix Ghost tới Ukraine. Tuy nhiên, dù hàng trăm UAV đang được sử dụng ở Ukraine dưới sự theo dõi chặt chẽ của các chuyên gia và các nhà phân tích quân sự, còn rất ít hình ảnh hay video về hoạt động của bóng ma Phượng Hoàng để chống lại lực lượng Nga. Trong khi đó, fortify bình luận, Máy bay không người lái Fonigost, nếu trên thực tế đang được quân đội Ukraine vận hành, thì đây dường như là một hoạt động bí mật và nó đã bị che đậy. Vào tháng 4, Ngũ Giác Đài lần đầu tiên thông báo rằng 121 trong số các máy bay không người lái Fonigos đã hướng tới Ukraine. Trên thực tế, nó vẫn chưa được sử dụng rộng rãi bởi quân đội Mỹ hoặc bất kỳ quân đội nào khác ở nước ngoài. Các loại vũ khí này được phát triển từ rất lâu trước khi Nga đưa quân vào Ukraine. Và cuộc chiến này cuối cùng trở thành nơi thử nghiệm các loại vũ khí mới. Bộ Quốc phòng Mỹ cho đến nay vẫn giữ kín thông tin về Ghost kể từ khi tiết lộ rằng chúng đang trên đường đến Ukraine. Các quan chức Mỹ cũng kín tiếng về nó. Vào tháng 7, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall tiết lộ có rất ít điều ông có thể nói về máy bay không người lái Ghost và xác nhận rằng quân đội lẫn chính phủ liên bang đang cố tình che giấu sức mạnh của UAV mới. Tôi thực sự không thể nói nhiều về Phoenix Tôi xin lỗi nhưng không có nhiều điều về UAV này mà tôi có thể nói công khai. Ông Kenner nói, nói tại hội nghị thượng đỉnh không quân hàng năm. Chuyển sang một tin tức khác. Ngoại trưởng Peru thứ tư từ chức trong 14 tháng. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Peru Miguel Ancho Rodriguez hôm 9 tháng 9 đã công bố quyết định từ chức. Ông là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Peru thứ tư từ trước dưới thời Tổng thống Pedro Castillo trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Rodriguez và Tổng thống Castillo đã có nhiều bất đồng, bao gồm một số vấn đề về môi trường. Tổng thống Castillo, người đã thoát nạn sau hai lần bị luận tội kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 7 năm 2021, đang phải đối mặt với 6 cuộc điều tra hình sự về cáo buộc tham nhũng và một làn sóng từ trước trong năm nay. Vào tháng 8, cựu Thủ tướng Aníbal Torres cũng đã rời khỏi chính quyền của ông Castillo. Chính quyền ông Castillo cũng đã chứng kiến lần lượt 7 bộ trưởng nội vụ từ chức. Tổng thống Peru đang bị các đối thủ chỉ trích. Ông đã xuất hiện trước công tố viên vào ngày 5 tháng 9 và khẳng định các cáo buộc này là mưu đồ chính trị nhằm lật đổ ông. Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Castillo sẽ kết thúc vào năm 2026. Ông không thể bị xét xử khi còn đương nhiệm. Peru không xa lạ với sự bất ổn. Nước này từng thay 3 tổng thống khác nhau trong 5 ngày vào năm 2030 kiểu phóng sinh kỳ quặc ở Trung Quốc. Báo South China Morning Post gần đây đưa tin một nhóm người ở Trung Quốc, bao gồm đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, đã đổ nước khoáng đóng chai xuống sông ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc hồi đầu tuần này. Theo trang Greater Bay Area Video, họ bị quay cảnh mang hàng trăm chai nước khoáng đóng chai lên cầu trước khi đổ xuống sông Người đàn ông tải đoạn video lên mạng xã hội cho biết, nhóm người này dành khoảng 2 giờ để đổ hết các chai nước khoáng từ khoảng 10 giờ sáng đến trưa ngày 1 tháng 9. Họ có rất nhiều chai nước khoáng nên phải dùng xe đẩy để chuyển chúng lên cầu. Nhãn đóng trên chai cho thấy chúng chỉ mới được đóng chai gần đây. Người đàn ông cũng thắc mắc với nhóm người kể trên rằng, tại sao họ làm như vậy và nhận được câu trả lời: "Anh đang làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi cầu mạnh khỏe." Đoạn video nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội Weibo và nhận được ít nhất 82 triệu lượt xem. Dù họ đang tiêu tiền của mình và đó không phải việc của chúng tôi, nhưng họ đang lãng phí nước, một cư dân mạng viết. Họ đang giải phóng nước khỏi não, một người khác chỉ trích thậm tệ. Não bị ngấm nước là cụm từ dùng để mô tả những người bị xem là mất trí ở Trung Quốc. Vào năm 2018, một nhóm người ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc cũng đổ nước khoáng đóng chai xuống một con sông lớn trong nghi lễ phóng sinh tương tự. Nhiều người tin rằng, hành động trên cũng như việc phóng sinh cá, chim, tôm, rùa sẽ mang lại cho họ điều tốt đẹp. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin trong nước. Thực hư vụ trả thêm 8 triệu để nhận thi thể trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Từ chiều ngày 8 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại nội dung cuộc nói chuyện được cho là người nhà của một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương gần đây xôn xao. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông được cho là người nhà của một nữ nạn nhân trong vụ cháy cho rằng phải chi tiền mới được đem thi thể về quê mai táng. Cụ thể, người này cho biết khi nhận thi thể, gia đình phải chi 6 triệu đồng tiền xe đưa về quê, cộng thêm 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể, tổng cộng là 8 triệu đồng. Trong khi trước đó, chính quyền thành phố Thuận An nói rằng sẽ hỗ trợ chi phí này. Đoạn clip này sau đó được chia sẻ khiến nhiều người bức xúc. Phản ứng gay gắt khi phải trả tiền để nhận thi thể. Đây là một việc không thể chấp nhận trong khi gia đình đã mất mát quá lớn. Trao đổi về sự việc này, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An khẳng định, không có chuyện chính quyền địa phương không hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. Theo bà Hiền, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên, thành phố Thuận An đã kịp thời hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình nạn nhân tử vong là 30 triệu đồng và nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Thuận An cũng đã làm việc với chủ cơ sở karaoke An Phú, đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong ban đầu là 30 triệu đồng để gia đình chi trả cho việc đưa thi thể về quê cũng như các dịch vụ mai táng khác. Tuy nhiên, khi chủ cơ sở karaoke An Phú đưa tiền cho gia đình nạn nhân nói trên thì không nói rõ số tiền này để hỗ trợ gia đình lo các chi phí di chuyển, chi trả cho đơn vị lo mai táng, dẫn đến gia đình hiểu nhầm là không phải trả chi phí này. Đến khi đơn vị mai táng đề nghị gia đình chi trả tổng số tiền là 8 triệu thì anh trai của nạn nhân hiểu nhầm, cho rằng chính quyền đã lo chi phí này rồi. Cũng theo bà Hiền, ngoài số tiền 30 triệu của chính quyền thành phố Thuận An và 30 triệu của chủ cơ sở, còn nhiều đơn vị khác đang tiếp tục hỗ trợ thêm cho các nạn nhân để chia sẻ mất mát với gia đình. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Nhà máy lọc dầu ở Vũng Tàu bốc cháy ngùn ngụt. Kính thưa quý vị, đang trong quá trình chạy thử nghiệm Nhà máy lọc dầu Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu bốc cháy ngùn ngụt. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, lửa bùng lên tại dự án lọc dầu Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Đám cháy bùng phát mạnh, tạo cột khói cao hàng chục mét. Đại diện Ủy ban nhân dân xã Long Sơn cho biết, hỏa hoạn xảy ra tại gói thầu BC trong quá trình chạy thử nghiệm. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, hai xe chữa cháy của công ty lọc dầu và ba xe chữa cháy của công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong về người. Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Dự án lọc dầu Long Sơn do tập đoàn SCG của Thái Lan làm chủ đang trong quá trình chạy thử nghiệm, có tổng vốn đầu tư dự án là hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Ở một diễn biến khác, giá tăng có thể giảm 800 đồng một lít. Kính thưa quý vị và các bạn, theo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, mỗi lít xăng ngày mai, ngày 12 tháng 9, có thể giảm 800 đồng nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 8 tháng 9 giảm so với kỳ điều hành trước đó, với RON92 là 96,76 đô la Mỹ một thùng, RON95 là 101,5 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu cũng giảm về quanh mốc 129 đô la Mỹ một thùng lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ này giá dầu thô thế giới liên tục giảm. Giá xăng thành phẩm ở thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán lẻ xăng trong nước. Nếu không trích và sử dụng quỹ, giá xăng sẽ giảm khoảng 800 đồng, còn dầu hạ từ 900 đến 1.000 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng dầu sẽ giảm ít hơn, vị này nói. Đồng quan điểm, Giám đốc doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại Hà Nội, cho rằng giá xăng có thể giảm gần về mốc 22.000 đồng một lít. Hiện giá xăng và dầu thế giới vẫn trong xu hướng đi xuống. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 9 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Nếu kỳ điều hành này xăng dầu giảm mạnh, đây sẽ là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Kính thưa quý vị, mục điểm tin sáng ngày 11 tháng 9 của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thu lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo